Là như vậy thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh chị ba cái chương. Chúng ta kết thúc cái phần là tư duy phân tích. Thứ nhất là giới thiệu chương 11 về cái lập luận quy nạp. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái chương 14 và 15. Nó nói về cái thực tiễn để chúng ta vận dụng cái tư duy phân tích vào trong thực tiễn. Đầu tiên là chương 11, lập luận quy nạp. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu về cái lập luận quy nạp ở trong cái phần chương 3. Chúng ta đã tìm hiểu rồi. Tuy nhiên cái chương 11 này thì cũng nhấn mạnh lại một tí xíu nữa về cái lập luận quy nạp, như ta cần phải chú ý để chúng ta trong cái việc mà ta làm nghiên cứu là chú ý thêm. Thì tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn những phần nào mà chúng ta đã đề cập ở cái chương 3 rồi thì tôi sẽ lướt nhanh qua. Nội dung của chương gồm có các phần. Thứ nhất là giới thiệu về quy nạp, thì phần này chúng ta đã nói ở cái phần chương 3. Thứ hai là chúng ta nói về cái quy nạp khái quát hóa. Rồi thứ ba là chúng ta nói về cái lập luận thống kê. Thứ tư là chúng ta nói về cái quy nạp và tương tự. Thứ năm chúng ta nói về cái quy nạp và lập luận nhân quả, và cuối cùng đó là quy nạp và chúng ta nói về xác suất ở trong quy nạp. Đó là cái nội dung của cái chương 11 này. Như vậy thì đầu tiên mình nói về cái giới thiệu về quy nạp thì hôm trước mình đã nói rồi, nhưng mà tôi lướt nhanh lại thôi. Như vậy thì chúng ta hình dung là một cái lập luận quy nạp được xem đúng là quy nạp đó là làm sao mà chúng ta một cái lập luận mà các cái giả định nó hỗ trợ đúng là nó hỗ trợ cho cái kết luận của chúng ta. Và trong cái trường hợp của quy nạp thì chúng ta thấy rằng là cái lập luận quy nạp là lập luận mà các cái giả định nó được đưa ra để nó làm cho cái kết luận nó có nhiều khả năng đúng chứ không phải hoàn toàn chắc chắn 100%. Nếu mà hoàn toàn ủng hộ cho 100% thì nó là suy diễn rồi. Đây quy nạp là nó làm cho cái lập luận ta khả năng đúng cao, nhiều khả năng đúng. Như vậy thì quy nạp người ta chia làm hai cái loại, đó là quy nạp mạnh và quy nạp yếu, cũng là nói ở cái phần trước. Rồi quy nạp mạnh đó là quy nạp mà các giả định nó cung cấp chứng cứ làm cho kết luận nó có nhiều khả năng đúng. Còn quy nạp yếu là quy nạp mà các cái giả định nó không cung cấp đủ các cái chứng cứ để chúng ta có thể kết luận được cái khả năng đúng cao của cái kết luận. Đó là quy nạp yếu. Như vậy thì chúng ta thường nghĩ rằng là quy nạp là đi từ cụ thể cho đến tổng quát. Tuy nhiên thì như hôm trước cũng đã nói, như vậy thì không có nhất thiết là quy nạp nó phải bắt buộc là phải đi từ cụ thể đến tổng quát, đó là một dạng quy nạp thôi. Và chúng ta hoàn toàn vẫn có thể những cái lập luận quy nạp đi từ tổng quát đến cụ thể. Ví dụ như cái trường hợp cái ví dụ này, đúng không? Ví dụ như là chúng ta nói là hầu hết các cái sinh viên học cái môn critical thinking thì đều có thể nâng cải thiện được cái khả năng về phân tích các cái lập luận. Vì thế khi mà bạn học, vì thế bạn cũng có thể cải thiện rất là nhiều cái khả năng phân tích lập luận khi mà bạn học cái môn critical thinking. À, thì đó là cái từ cái khái quát đến cụ thể, đúng không? À, bây giờ bắt đầu bên này mới bắt đầu mới mưa. Như vậy thì cái mấu chốt của quy nạp nó vẫn là cái sự chặt chẽ giữa giả định và kết luận để xem nó là suy diễn hay quy nạp. Đó, chúng ta phải cái đấy là review lại thôi. Đó, như vậy thì khi cái sự liên quan logic là chặt chẽ giữa giả định và kết luận thì đó là suy diễn. Còn nếu như cái liên quan giữa giả định và kết luận nó không chặt chẽ thì đó là cái lập luận quy nạp. Như vậy thì chúng ta có một số cái dạng mà chúng ta nhận biết ra cái quy nạp thông qua những cái từ dấu hiệu, cái này chúng ta cũng đã nói rồi, nên tôi lướt qua ha. Như vậy chúng ta có bốn cái loại mẫu quy nạp mà chúng ta đề cập đến là chỗ này mình tìm kỹ hiểu kỹ hơn, đó là chúng ta nói về cái quy nạp về khái quát hóa, đó là một dạng quy nạp. Thứ hai là lập luận thống kê. Thứ ba là lập luận dựa trên sự tương tự.
Thứ tư là lập luận nhân quả. Đó là chúng ta nói về cái này. Và các chị thấy là như vậy thì chúng ta học về phương pháp nghiên cứu đó, thì các chị sẽ thấy là rất nhiều các cái lập luận chúng ta sử dụng quy nạp, cách tiếp cận của chúng ta là quy nạp. Cái gì chờ chút xíu đóng cửa lại, cái mưa nó ồn quá. Đó là bốn cái dạng. Vì đây là những dạng mà chúng ta gặp rất nhiều trong cái phần mà nghiên cứu. Như vậy khi ta tiếp cận nghiên cứu đó, chúng ta sẽ chủ yếu chỉ làm thế liên quan đến cái phần quy nạp rất nhiều, đúng không? Như vậy chúng ta cũng nắm chắc hơn để chúng ta làm sao để làm cái nghiên cứu cho nó tốt. Cái loại thứ nhất đó là quy nạp khái quát hóa. Đây là cái mà chúng ta gặp nhiều, đúng không ạ? Liên quan đến mà chúng ta tìm hiểu một nhóm, rồi sau đó chúng ta suy ra tổng thể, và cái gì chọn mẫu mình ta khảo sát, ta làm nghiên cứu khảo sát chọn mẫu, rồi chúng ta đưa thành cái kết luận mang tính khách quan, thì đó là quy nạp đấy. Đó là chúng ta đang làm theo cái cách tiếp cận quy nạp, tư duy theo kiểu quy nạp đấy. Như vậy một cái ví dụ đơn giản để chúng ta phân tích kỹ hơn một chút xíu như thế này. Giả sử như chúng ta đưa ví dụ là tất cả những con cá trê bắt được trong cái ao này đều có trọng lượng dưới 1 kg. Vậy là kết luận vì vậy hầu như tất cả những con cá trê ở trong cái ao này đều có trọng lượng dưới 1 kg. Đó là một cái dạng chúng ta thấy dễ hình dung. Như vậy thì ở đây muốn nói thêm cái chỗ này, đó là như vậy thì làm sao để chúng ta viết cái lập luận của mình cho nó mạnh, làm sao để viết cho nó mạnh. Như vậy thì nếu như mà chúng ta biết rằng là tất cả những con cá trê này ở trong cái ao này đều có trọng lượng dưới một bắt được ở trong cái ao này có trọng lượng dưới 1 kg, và chúng ta kết luận là hầu như tất cả những con cá trê ở trong cái ao này đều có trọng lượng dưới 1 kg, như vậy thì cũng chấp nhận được, chấp nhận được. Tuy nhiên nó sẽ không mạnh bằng, nhưng mà nó sẽ không mạnh bằng nếu như chúng ta nói là như vậy thì nhiều, nhiều đa số. Như vậy thì nó sẽ support cho cái lập luận của chúng ta mạnh hơn khi chúng ta viết. Còn nếu chúng ta viết lại như là tất cả những cái chê này chúng ta khái quát hóa thì cũng được đi, nhưng lúc đó cái lập luận của chúng ta sẽ yếu hơn, ta sẽ yếu hơn. Như vậy thì chúng ta biết để chúng ta có cái cách chúng ta trình bày. Tôi nói giả sử như là chúng ta là cái nghiên cứu rồi chúng ta đưa ra những cái hàm ý quản trị, đúng không? Vậy thì từ kết quả nghiên cứu của mình đó, mình khảo sát đó, rồi mình đưa ra những cái hàm ý, như vậy thì chúng ta biết rằng mình cái mức độ mình nói ở mức nào, và mức độ mình nói ở mức nào, mức độ tin cậy nó là như vậy. Thì mình làm viết ra, mình khảo sát rồi mình chạy mô hình rồi nó đưa ra cái hệ số R bình phương chẳng hạn, nó chỉ đạt được khoảng 50% thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là như vậy thì những cái yếu tố chúng ta đánh giá về tác động chẳng hạn, như vậy thì đó là những cái gợi ý mà các nhà quản trị cũng cần phải lưu ý đến những yếu tố này, chứ không phải là tất cả đều là phụ thuộc vào đó cả. Như vậy thì chúng ta hiểu để chúng ta trình bày cho nó thuyết phục cái lập luận của chúng ta. Như vậy thì khi mà chúng ta đánh giá một cái quy nạp nó là mạnh hay yếu đó, thì thường chúng ta sẽ trả lời hỏi 3 câu hỏi để trả lời. Thứ nhất là chúng ta hỏi là các giả định nó có đúng không, đúng không? Thứ hai là cái số lượng mẫu nó có đủ lớn không, và thứ ba là mẫu nó có đáp ứng được tính đại diện không. Như vậy cái giả định của chúng ta, đúng không, đó là cho cái thông tin support cho cái lập luận của mình đấy, đúng không? Nó có chính xác không. Một cái yếu tố rất quan trọng mà khi cái chị làm khảo sát làm nghiên cứu đó là cái mẫu, kích thước mẫu là bao nhiêu. Cho nên cái gì thường là cái chị phải phải lập luận biện luận về kích thước mẫu là vì vậy. Mặc dù chúng ta làm thì mình thấy là giống như kiểu là nó cái đương nhiên mình phải làm, nhưng chúng ta hiểu ý nghĩa của nó thì là một cái điều rất quan trọng, tức là
cái tính đại diện của mẫu, cái tính đại diện của mẫu. Nào, ví dụ tôi ví dụ như rất nhiều các anh chị làm cái gì mà như chị nào mà học theo hướng ứng dụng chẳng hạn, rồi chúng ta dùng một cái mô hình, dùng cái mô hình và chúng ta phân tích, rồi sau đó dựa vào cái mô hình đó để chúng ta đưa giải pháp. Như vậy thì lúc này chúng ta phải rất chú trọng, rất chú ý đây. Cái chị làm nghiên cứu theo hướng nghiên cứu không thôi á, thì chúng ta chọn cái mẫu, cái chị chọn mẫu thuận tiện, nhiều đa số là mình chọn cái mẫu thuận tiện. Như vậy thì chọn mẫu thuận tiện á, là cái kết quả mà anh chị đưa ra đó, thì người ta sẽ suy nghĩ là người ta tin cái kết quả của anh chị như thế nào, như là ta tin dựa vào cái mẫu của anh chị thôi, như là cái độ tin tưởng đối với cái mẫu, với cái kết quả của anh chị đấy, nó chỉ bao hàm ở trong cái mẫu của chị khảo sát thôi. Với những người khảo sát như thế này thì chúng ta có được kết quả như thế. Tuy nhiên khi anh chị làm những cái mang tính giải pháp cho công ty chẳng hạn, như vậy thì chúng ta hình dung là giải pháp này nó không chỉ là để chơi, nó không phải giải pháp đưa ra để mà chúng ta có tin cậy hay không, mà thực ra giải pháp đưa ra đó là để chúng ta có thể vận dụng vào thực tế. Như vậy thì cái việc cái chị chọn mẫu trong cái việc làm những cái giải pháp đó là nó sẽ đòi hỏi cái tính đại diện của mẫu rất là cao. Tôi giả sử như bây giờ các anh chị khảo sát để một cái mà người ta hay làm rất nhiều là gì, đó là để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên của tại một cái ngân hàng nào đó, ví dụ vậy. Ví dụ động lực làm việc của nhân viên tại ngân hàng Vietcombank, rồi căn cứ vào đó để đưa giải pháp Vietcombank phải làm này làm cái kia để mà tăng cái động lực làm việc của nhân viên. Như vậy anh chị bảo là do cái giới hạn về thời gian, giới hạn về kinh phí vân vân, cho nên là các chị cho nó thuận tiện thôi, cho nó thuận tiện các chị khảo sát ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, giờ đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên các chị khảo sát và làm với các nhân viên ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và các anh chị lại là những người làm ở trong cái lĩnh vực về coi như cái chị đang công tác đang làm ở trong lĩnh vực về về tín dụng, nên là mình khảo sát nhân viên tín dụng ở các cái ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, vì công bằng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Rồi kết quả đó các anh chị đưa ra xử lý, xong đưa ra, xong rồi bắt đầu đưa ra những cái gợi ý, đưa ra những cái gọi là những cái gợi những cái giải pháp để giúp cho lãnh đạo của Vietcombank, đúng không ạ? Vietcombank đưa ra cái giải pháp để mà nâng cao động lực làm việc cho nhân viên. Như vậy thì lúc đó người ta sẽ hỏi ngay là lãnh đạo, người ta sẽ hỏi ngay ta là cái gì, đó là như vậy thì cái số lượng mình khảo sát để hỏi này, để căn cứ này, như vậy nó có đủ tính đại diện không, có phải động lực làm việc của nhân viên của ở thành phố Hồ Chí Minh nó có giống động lực làm việc nhân viên ở những nơi khác không, đúng không, chưa chắc, đúng không, ở thành phố Hồ Chí Minh khác, ở Hà Nội khác, đúng không, Hà Nội khác, nó có động lực khác nhau. Rồi động lực làm việc của nhân viên tín dụng khác với động lực làm việc của nhân viên giao dịch khác. Như vậy thì lúc đó các chị nếu như muốn đưa ra một giải pháp, các chị phải chọn mẫu và phải làm sao những người tham gia cho cái mẫu đó họ phải có đảm bảo cái tính đại diện cho cái việc công bằng, làm ví dụ cái việc công bằng. Như vậy cái gì phải chứng minh được cái tính đại diện thì lúc đó cái kết quả của mình nó mới có giá trị cho cái đơn vị đó để họ đưa ra cái giải pháp, để họ đưa ra những cái hàm ý, những cái giải pháp để họ vận dụng. Nếu không thì mình có cái kết quả mình đưa ra nó chỉ là để chơi, để đúng cho cái trường hợp của thành phố Hồ Chí Minh thôi, đúng như trường hợp của nhân viên tín dụng thôi, cho nên là rất là quan trọng. Và chúng ta hay làm đó là mình dùng cái bảng khảo sát, đúng không, bảng khảo sát. Như vậy thì để
chúng ta chứng minh cái kết quả mình có cái độ tin cậy tốt đó, thì nó còn thêm cái yếu tố nữa, đó là gì? Đó là cái bảng câu hỏi. Cho nên cái bảng câu hỏi cũng là cái, mặc dù là mình làm mình thấy như thế đúng không ạ, nhưng cái bảng câu hỏi rất là quan trọng, rất quan trọng. Tại vì đó là cái, chính là cái để mà đưa cái dữ kiện đầu vào cho mình đấy, là cái giả định của mình đấy, đúng không ạ? Cái dữ kiện đầu vào cho mình có tốt không. Và nếu như những ai mà làm mà để mà chúng ta có thể nghiên cứu để chúng ta đăng báo được, thì đây là những cái mà người ta rất quan tâm. Các cái người phản biện của các tạp chí người ta đọc, người ta rất quan tâm khi mình làm cái khảo sát. Đó là cái gì, đúng không ạ? Đó chính là cái đám đông, đám đông khảo nghiên cứu của mình, population, đúng không ạ? Cái đám đông. Rồi đặc trưng của đám đông đó dẫn đến là chúng ta thiết kế cái bảng câu hỏi như thế nào cho nó phù hợp với đám đông nghiên cứu của mình. Chúng ta phải thiết kế cái bảng câu hỏi sao nó phù hợp và điều chỉnh cái bảng câu hỏi như thế nào cho nó phù hợp. Chúng ta hỏi cũng cái khảo sát đó, động lực làm việc đó, nhưng chúng ta hỏi những người mà người ta làm ở trong cái lĩnh vực ví dụ ngân hàng, như ví dụ vậy, chúng ta hỏi khác. Nhưng bây giờ hỏi những người họ đang làm việc ở trong các cái công nhân về may mặc chẳng hạn, nó khác, đúng không? Chúng ta hỏi khác. Đó, như vậy thì đấy là những cái mà mình thấy bình thường nó như vậy, nhưng mà khi mà người ta thẩm định cái độ tin cậy của mình đó, thì đó là những cái mà người ta rất là chú ý bằng câu hỏi và cỡ mẫu như hồi nãy đã nói, và cả là cách thu thập dữ liệu nữa, cách chúng ta thu thập dữ liệu, thu thập các cái... thu thập dữ liệu, tôi nói ví dụ như đến cơ quan nhà nước làm, cơ quan nhà nước cũng có những cái máy để cho khi mình đến mình làm xong cái yêu cầu mình gõ vô mình trả lời cái thăm dò. Thì tôi có lần tôi đi làm, tôi thấy lên cái ủy ban làm xong cái khi mình làm thủ tục xong cái người ta nhờ mình trả lời khảo sát hài lòng hay không. Như vậy thì cái người mà yêu cầu khảo sát là cái người giao dịch, cái người giao dịch họ yêu cầu mình trả lời. Như vậy thì tôi thấy là cái người mà làm trước tôi đó họ làm họ bị trục trặc gì đó, họ rất là bực bội, thì không thấy yêu cầu họ khảo sát, không thấy yêu cầu họ trả lời. Trong khi đến lúc mà tôi làm thì nó ngon lành hết, xong rồi làm xong cái bảo thôi nhờ anh điền cái này thêm vô. Thì đương nhiên là tôi trả lời nó sẽ khác, nhưng mà tại vì tôi làm nó ngon ngọt hết, nó không có vấn đề gì hết, cho nên tôi trả lời tôi sẽ hài lòng. Nhưng nếu yêu cầu cái người mà trước tôi mà làm nó, tôi thấy hợp được bộ họ cũng rất là khó chịu. Mà nếu yêu cầu họ trả lời nó khác, nhưng mà cái người mà họ làm cái giao dịch đó thì đương nhiên họ sẽ không đưa cho những cái người đó trả lời. Và như vậy kết quả chúng ta thu được nó sẽ không có được cái tính đại diện, đúng không ạ? Không có được cái tính đại diện trong cái thực hiện khảo sát. Cho nên chúng ta phải chứng minh được cái cách khảo sát của mình như thế nào để chúng ta có thể thu thập được cái dữ liệu mà nó khách quan, trung thực. Nó cũng là một cái rất là quan trọng, không phải không ạ? Mặc dù chúng ta thấy như thế nhưng mà thực tế đó là những cái rất là quan trọng chúng ta cần phải chú ý. Đó là chúng ta nói về cái quy nạp, một số cái điểm mà chúng ta chú ý ở trong cái phần quy nạp về khai quát hóa ha. Như vậy thì cái tính đại diện nó rất là quan trọng để chúng ta có thể khai quát hóa được. Tiếp theo chúng ta nói về cái thứ hai, đó là lập luận thống kê. Như vậy chúng ta cũng có thể thực hiện cái quy nạp thông qua cái số liệu thống kê, thống kê phần trăm. Nhưng mà trả lời, nhưng mà trả lời chúng ta khảo sát bao nhiêu phần trăm họ trả lời là rất hài lòng, bao nhiêu phần trăm trả lời hài lòng như vậy, để chúng ta dựa vào đó để chúng ta đánh giá. Và đương nhiên là dựa vào cái số liệu đó chúng ta suy ra cũng rất là tốt, nó cũng hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta có thể sử dụng các dữ liệu thống kê đó để đưa ra những cái kết luận.
Và nếu mà dựa vào tỷ lệ thống kê thì nếu mà tỷ lệ nó lớn hơn 50% thì chúng ta xem đó là cái quy nạp mạnh, còn tỷ lệ nó mà dưới 50% đó là quy nạp yếu. Nhưng chúng ta chú ý một số cái điểm, chúng ta chú ý thế này. Như vậy thì khi mà lập luận quy nạp thống kê đó thì cái nhóm tham khảo, nghĩa là cái nhóm mà chúng ta dùng làm giả định đó, nó sẽ rất là quan trọng, nó quyết định chúng ta rất là nhiều. Và trong lập luận thống kê anh chị lưu ý thế này, đó là cái nhóm tham khảo mà càng cụ thể thì cái lập luận nó càng mạnh, nó càng tốt. Còn nhóm tham khảo mà nó rộng quá thì cái lập luận nó không tốt bằng. Như vậy tôi giả sử như là thống kê, chúng ta nói là thống kê là 99%, tôi nói giả sử thế, mà 90% sinh viên tốt nghiệp ở trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ra trường là có việc làm sau 1 năm. Tôi nói ví dụ vậy, thống kê hiện tại là 90 mấy %, 95, 93, 95 gì đó phần trăm có việc làm. Như vậy thì thống kê như vậy cũng ok, nếu mà xét là góc độ của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thôi thì cũng ok, đúng không? Như vậy chúng ta kết luận là như vậy thì một cái người nào đó học ở trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ra, như vậy thì họ sẽ có xác suất là 90% họ sẽ có việc làm trong vòng 1 năm, hay là 95% có việc làm trong vòng 1 năm. Tuy nhiên kết luận này nó sẽ mạnh hơn nếu chúng ta đi vào cụ thể hơn. Giả sử như tại vì chúng ta biết là trong cái số 95% đó, biết đâu nó có một số ngành thì nó là 100%, nhưng có một số ngành thì nó chỉ có còn được 80% thì sao? Và như vậy mình khái quát hóa như thế nó cũng không đúng hoàn toàn, đúng không? Như vậy thì lúc đó thì cái nhóm tham khảo nó cụ thể hơn. Giả sử như ta thống kê là 95% sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh là ra trường là có việc làm sau 1 năm. Như vậy thì lúc đó ta suy ra như vậy, một người là học ở ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh ra trường có việc làm là xác suất là 95%. Như vậy nó sẽ thuyết phục hơn, nó sẽ mạnh hơn nhiều so với chúng ta lấy của cả trường các ngành. Như là cái nhóm tham khảo là như thế. Như vậy thì ở đây nó liên quan đến cái chị chọn đề tài chị làm. Như vậy trong cái nghiên cứu thì người ta cần đó là một cái nghiên cứu nó đúng trong nhiều trường hợp, cái lý thuyết á, chứ còn cái lý thuyết nó phải đúng ở trong nhiều trường hợp thì đó là lý thuyết tốt. Như vậy anh chị bảo là như vậy thì lý thuyết tốt như thế, như vậy cho nên ta đi ta làm nghiên cứu thì ta sẽ làm tổng quát cho nó đúng, để cho nó đúng trong nhiều trường hợp thì nó tốt hơn. Như vậy có phải như thế không? Giả sử như bây giờ các chị khảo sát về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của các nhân viên, của nhân viên làm ở trong các công ty ở Việt Nam, như vậy bảo như vậy thì cho nó tính khái quát cho nó đúng. Như vậy nếu chúng ta lấy là Việt Nam so với các nước thì ok, thì đó là một trường hợp của Việt Nam. Thì ta kiểm định so với Thái Lan, so với lại Anh, Pháp gì đó để ta so, thì của lúc đó của chúng ta nó trở thành là cái cụ thể, đúng không? Nhưng mà nếu mình nói chung của Việt Nam nói chung, chúng ta đang muốn để kiểm nghiệm ở trong cái Việt Nam thôi, nói chung thôi. Như vậy thì ở trong Việt Nam nó có rất là nhiều cái lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau, các công ty nó có nhiều lĩnh vực khác nhau, như vậy ngân hàng khác, đúng không ạ, du lịch khác, các ngành khác nhau, nó khác nhau. Như vậy thì nếu chúng ta lấy cái nhóm tham khảo nói chung nó tổng quát như vậy, như vậy thì cái ý nghĩa của kết quả nghiên cứu của chúng ta rút ra được kết luận đó, nó sẽ kém thuyết phục hơn là chúng ta đi vào cụ thể từng cái nhóm. Tuy nhiên là cái nhóm nó không được quá cụ thể, để chúng ta chỉ có một cái nhóm, nó không không cái sự biến thiên dữ liệu nó không cao. Nhưng giả sử như chúng ta sẽ làm tốt hơn nếu như chúng ta nói về động lực làm việc của nhân viên ở ngân hàng,
chúng ta nói động lực làm việc của nhân viên ở trong bệnh, nhân viên y tế, chúng ta nói về động lực làm việc của nhân viên của công ty, các lĩnh vực về dịch vụ du lịch vân vân, nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ tốt hơn. Tại vì lúc đó cái khảo sát chúng ta nó cụ thể và kết luận chúng ta đưa ra đó, nó khách quan hóa cho cái nhóm đó, nó sẽ tốt hơn nhiều, đúng không? Đó là cái mà chúng ta cũng hiểu cái ý nghĩa của nó. Cho nên cái nhóm tham khảo nó cụ thể thì cái lập luận nó sẽ mạnh hơn, đặc biệt là lập luận dựa vào thống kê. Thì đó là những cái mà chúng tôi chú ý thêm cho chúng ta đấy. Rồi một cái nữa là quy nạp mà chúng ta cũng hay sử dụng, đó là chúng ta sử dụng cái so sánh, sử dụng sự tương tự để chúng ta so sánh. Tương tự chúng ta hôm trước mình đã nói rồi, đúng không? Như vậy sự tương tự là chúng ta hai cái nhóm đối tượng giống nhau, giống nhau. Và như vậy thì chúng ta căn cứ vào thuộc tính của một nhóm đối tượng này để chúng ta suy ra cái thuộc tính của những nhóm đối tượng khác, đúng không? À, như vậy thì đó cũng là một cái lập luận, được xem đó là cái lập luận quy nạp. Như vậy thì các anh chị chú ý cái điểm đó là gì? Như vậy khi so sánh thì chú ý là mình so sánh là hai cái nhóm cho nó phải, mình phải chứng minh. Khi các anh chị làm những cái so sánh kiểu này thì cái việc quan trọng mà người ta hay tập trung vào để người ta chú ý đó là gì? Đó là hai cái nhóm này có thực sự tương tự nhau không? Đó, đó là cái rất quan trọng. Hai cái nhóm này có thực sự tương tự không? Và chúng ta nếu như người ta chỉ cần chứng minh là hai nhóm này không tương tự nhau là chúng ta kết quả chúng ta là vứt đi rồi. Cho nên chúng ta phải chứng minh được cái sự tương tự của hai nhóm khác biệt và có sự tương tự nhau để chúng ta so sánh và đưa ra kết luận. Như vậy thì trong cái nghiên cứu là nghiên cứu đó, thì các chị hay có nghiên cứu tình huống hay là thí nghiệm, và chúng ta hay dùng những nhóm tương tự này. Thí nghiệm mà chúng ta hay làm, thí nghiệm chúng ta giả sử như là chúng ta thí nghiệm về các cái sự khác biệt, giả sử như chúng ta nói về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đi, đúng không? Như vậy thì chúng ta đánh giá về cái việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với lại cái ý định mua hàng của khách hàng đấy. Ví dụ vậy. Như bây giờ ta so sánh giữa hai trường hợp, là trường hợp thứ nhất là cái doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội mà cái giá họ nó không thay đổi. À. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là trường hợp mà các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội nhưng mà giá thì nó tăng lên. Đó, như vậy ta so sánh giữa hai trường hợp đó là hạn. Để ta so sánh để đánh giá, đúng không ạ? Để sự vậy. Như vậy thì đó là những cái mà, như vậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải chứng minh được là gì? Như hai cái nhóm chúng ta khảo sát đó, hai nhóm khảo sát này nó phải là có sự tương tự nhau để ta đánh giá. Và đương nhiên là cái mẫu của những cái nhóm này nó càng lớn thì nó càng có độ tin cậy chúng ta hơn. Và nếu chúng ta sử dụng cái thuộc tính để mình suy thì những cái thuộc tính mà mình căn cứ vào nó phải nhiều, nó càng có nhiều cái thuộc tính giống nhau. Đó, để chúng ta suy ra cái thuộc tính còn lại đó, nó càng nhiều thì cái sự thuyết phục nó càng cao. Cho nên là chúng ta phải rất là chú ý ở đây. Tôi đưa ra một cái ví dụ này rồi sau đó chúng ta có cái kết luận một tí xíu về cái lập luận quy nạp mà chúng ta sử dụng cái tương tự. À, một cái ví dụ thế này, một cái lập luận này, đúng không ạ? Có nhiều cái sự giống nhau tương tự giữa cái việc học karate và học cái môn tư duy phân tích. Cả hai cái môn này đều, hai cái việc này đều đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, kỷ luật. À, và kết quả là tăng được cái sự tự tin, là cái self-esteem, cái lòng tự trọng, cái sự tự tin, gia tăng cái sự tự tin và cái lòng tự trọng. Cả hai đều là tập trung vào xây dựng những cái năng lực cho cái năng lực của chúng ta liên quan đến làm việc chăm chỉ, đúng không ạ?
đều liên quan đến các bạn là mình chăm chỉ, hard work, là làm việc vất vả, hard work, và có thể là không nhìn thấy cái kết quả ngay tức thì, nên đòi hỏi sự kiên nhẫn. Và cả hai thì đều là sử dụng các cái kỹ thuật là tấn công với phòng thủ, đều là có kỹ tấn công với phòng thủ. Hầu hết đó là cái giả định thứ nhất, đúng không ạ? Hầu hết các cái sinh viên học karate á, thì đều đồng ý rằng là họ sẽ ghen, đúng không ạ? Sẽ nhận được rất là nhiều cho cái nỗ lực, nghĩa là cái họ sẽ được tưởng thưởng rất là nhiều cho cái nỗ lực của họ khi học karate. À, vì thế nếu như bạn rất là nghiêm túc trong việc học cái môn tư duy phân tích thì bạn cũng sẽ nhận được những cái tưởng thưởng rất là lớn, xứng đáng cho cái nỗ lực của bạn. Tôi tạm dịch như thế. À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái kết luận đây là gì? Kết luận nói về là you will find they must to gain and that your efforts will be rewarded. Nó rất là chung chung, như là bạn sẽ nhận được nhiều, đúng không? À, và những cái nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, sẽ được tưởng thưởng. Như vậy thì trong cái lập luận này chúng ta thấy không có gì rắc rối hết á. Tại vì sao? Tại vì trong cái trường hợp này, cái kết luận của chúng ta đưa ra đó, nó mang tính chất chung chung, nó tổng quan. À, còn nếu như bây giờ là chúng ta đưa nó rằng là gì, ở trên tôi không thay đổi cái ở trên ha, cái câu thứ hai là tôi cho rằng là hầu hết các sinh viên karate đó, học karate đó, các người học karate đó thì họ cho rằng là họ đều là họ phát triển cơ bắp rất là tốt. À, vì vậy phát triển cái cơ bắp rất là tốt. Vì thế nếu bạn nghiêm túc học cái môn tư duy phân tích thì bạn cũng sẽ phát triển cơ bắp rất là tốt. À, như vậy chúng ta thấy nó bắt đầu nó sai bét rồi, đúng không? Chúng ta thấy bắt đầu nó sai rồi. Như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng lập luận tương tự để chúng ta lập luận á, thì cái kết luận nó càng mang tính tổng quát thì nó càng dễ đúng, nó càng mạnh. Còn nếu như kết luận chúng ta càng cụ thể thì nó càng càng dễ yếu đi. À, như ta so sánh cái thuộc tính giữa các nhóm với nhau đó. Nhưng mà kết luận chúng ta nếu mà càng cụ thể thì nó càng yếu. Còn lập luận mà nó mang tính tổng quát thì nó sẽ đúng nhiều hơn. Cho nên chúng ta thấy ở đây đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta kiểm tra và cái tính cụ thể của cái kết luận càng tổng quát thì nó càng mạnh. Như vậy thì người ta chỉ nói cái đặc tính chung thôi, là học karate cũng như học tư duy phân tích, các bạn nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn và xây dựng cái năng lực của chúng ta về làm việc chăm chỉ, cố gắng, các bạn tạo ra chúng ta cái sự tự tin, tạo ra cái sự tự trọng. Và như vậy thì chúng ta kết luận là gì, là như vậy người ta kết luận tổng quát thế, là như vậy nếu như bạn nỗ lực, bạn thực sự nỗ lực thì bạn sẽ được tưởng thưởng từ cái việc học của các bạn, học karate cũng thế và học tư duy phân tích cũng thế. Nhưng mà thì nghe nó tổng quát thôi, đúng không, chứ không nói nó không đi vào cụ thể được. Thì đó là cái mà chúng ta chú ý khi chúng ta sử dụng cái lập luận tương tự để chúng ta, đúng không, chúng ta đưa ra cái lập luận trong cái quy nạp. Loại Thầy thứ tư ơi, có gì không ạ? Rồi dạ để thầy, bạn nếu nào mà coi tụi em so sánh một công ty với lại trung bình một năm thì có được gọi là tương tự không thầy? làm sao nói lại bằng bằng thanh. Dạ, ý em là nếu mà tụi em so sánh một công ty với lại trung bình một năm thì nó có được xem là lập luận tương tự không ạ? So sánh một So công sánh ty với cái gì? một công ty với trung bình một À, năm thì có được xem với là trung lập bình của luận ngành tương tự.
Dạ đúng rồi. À, so sánh với lại trung bình của ngành, công ty với lại trung bình của ngành, có được xem là tuần tương tự không, Dạ đúng đúng không? rồi. À, như vậy thì cái này thì chúng ta gọi là tương tự thì nó cũng chưa chưa phải là tương tự, thì ta so sánh với tiêu chuẩn thì đúng hơn, tại vì trung bình của ngành đó có thể được xem là cái chuẩn mực chung. À, cái chuẩn mực chung chứ chứ không phải là luận tương tự. Mình so Dạ sánh dạ với đúng rồi. Cái tiếp theo đó là chúng ta nói về cái lập luận nhân quả. Như trong hôm trước thì chúng ta cũng đã đề cập đến cái lập luận nhân quả này. Nhưng mà thì khi lập luận nhân quả ở đây thì chúng ta chú ý cái điểm đó là cái lập luận quy nạp á, thì chúng ta chú ý tránh ở trong cái phần mà hôm trước nói về cái nguy biện, chúng ta cũng có nói đúng không? Như vậy thì nhiều khi nhiều trường hợp là nó có tương quan nhưng mà nó không phải là nhân quả, chúng ta phải cẩn thận cái chỗ này, cẩn thận cái chỗ tương quan với nhân quả này. Hai cái sự kiện nó đều diễn ra đồng thời và chúng ta hay nó có khả năng là nhân quả, nó có khả năng là nhân quả, hai sự kiện diễn ra đồng thời có thể làm cái này là nguyên nhân của cái kia, hay là một cái sự kiện diễn ra xảy ra trước và sự kiện còn lại xảy ra sau thì chúng ta có thể là cái này là nhân quả của cái kia, đúng không? Cái này là nguyên nhân của cái này xảy ra trước là nguyên nhân của cái xảy ra sau. À, nhưng chúng ta phải rất cẩn thận ở chỗ này, rất cẩn thận khi chúng ta sẽ lập luận cái quan hệ nhân quả này, tại vì là ở đây chúng ta chú ý đó là gì, nó phải dựa trên cái lý thuyết, nghĩa là nó phải có cái lý thuyết support cho cái suy luận của chúng ta, chứ còn chúng ta chỉ dựa vào những cái thông số, những cái thông tin số liệu không để mình kết luận thì nó sẽ ít ít có ý nghĩa. Ngày xưa hồi tôi mới học cái phương pháp nghiên cứu đó thì tôi bảo bây giờ như vậy thì nếu mà giờ cứ à, tại vì lúc đó học về cái giả thuyết, về lập luận giả thuyết, như vậy thì thấy lập luận phải dựa trên các cái lý thuyết này lý thuyết kia để chúng ta đưa ra giả thuyết rồi bắt đầu mới đi khảo sát. À, như vậy thì lúc đó có người hỏi là như vậy thì không cần giả thuyết đó rồi cứ Alo thầy ơi, hình như không nghe gì nữa thầy ơi. Thầy nói tụi em không nghe gì ạ. hình như bị mất tiếng thầy ơi. Bên em như mất tiếng thầy. Nghe rồi đúng không? Dạ được rồi ạ. Rồi. Chắc nó làm cái dây mic. Rồi tôi nói lại như vậy thì khi mà thấy chúng ta cần chú ý đây là chúng ta không nên gán cái mối quan hệ nhân quả một cách chủ quan, mà nó phải dựa vào những cái lý thuyết đã được xây dựng, đúng không? Đã được support để chúng ta kết luận được đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả. Chúng ta không được chủ quan để chúng ta gán vô, nó phải có cái lý thuyết, chứ không thì nhiều khi mình lại quá tin tưởng vào cái xử lý dữ liệu của các cái phần mềm của máy tính, và mình cứ khảo sát cho xong mình khảo sát thấy nó chạy ra nó có ý nghĩa không ạ, thì mình bảo rằng đó như vậy nó là cái này là nguyên nhân của cái kia, chúng ta đưa vô mô hình quy chẳng hạn. À, như vậy không phải là mình đưa vô thì máy nó cứ chạy thôi, nhưng mà
muốn nó có muốn mà kết luận được nó là nguyên nhân phải không, nó phải có lý thuyết để lấy support cho. Và cái này thì hôm trước tôi cũng đã đề cập, đó là như vậy chúng ta thấy là các bạn, cái việc mà chúng ta nắm được các lý thuyết, nắm được các lý thuyết để nó hỗ trợ cho cái việc mà chúng ta lập luận đó, nó rất là quan trọng. Còn cái dữ liệu máy tính đó nó chỉ là một cái kiểm định để lý thuyết đó thôi, còn nếu ta xây dựng mà nó không có lý thuyết thì lúc đó nó sẽ khó, rất là khó để chúng ta kết luận được cái nào là nguyên nhân của cái nào. Mà đa số cái chỉ làm nghiên cứu đó, chúng ta hay kết luận được, kết luận về cái mối quan hệ giữa những cái này là nguyên nhân của cái kia à, chúng ta hay kết luận. Mà hôm trước tôi ví dụ cái trường hợp tương quan đó, tôi ví dụ với cái trường hợp giữa cái size giày và cái khả năng tính toán đó. Như vậy nếu mình không đưa ra lý thuyết, mình không có lý thuyết, mình không dựa lý thuyết thì mình vẫn dễ kết luận nó là gì, đúng không? Cái chân càng lớn thì cái khả năng tính toán càng càng nhanh. À, như vậy mình kết luận là như vậy, cái người nào mà có cái đặc trưng là chân chân lớn thì khả năng tính toán nhanh cũng hả? Đó không phải, đúng không? Không phải cái đó, chúng ta phải dựa vào những cái lý thuyết, đúng không? Những cái lý thuyết khoa học. À, cái chị khi mà làm nghiên cứu đó, tại sao chúng ta phải dựa vào lý thuyết đó, làm vì tại sao chúng ta phải trình bày cái lý thuyết trước. Cho nên mà khi các chị xây dựng mô hình đó, với thạc sĩ thì nó nhẹ nhàng hơn, nhưng với chị xây dựng mô hình với chị dựa hoàn toàn vào những cái nghiên cứu thử nghiệm để xây dựng, thì đó là một cách để chúng ta dựa vào, nhưng nó chưa đủ mạnh. Nghiên cứu thực nghiệm thì nếu những cái nghiên cứu thực nghiệm đó họ đã dựa vào lý thuyết để mà xây rồi, chúng ta kế thừa lại, xây những cái giả thuyết dựa vào lý thuyết chúng ta kế thừa lại thì cũng được. Nhưng giả sử như mình đưa ra một cái lý thuyết mở, đưa một cái mối quan hệ mới. Đây, mời bạn là gì đấy, Mỹ Anh hay gì đấy Dạ em xin lỗi em mắm nhầm ạ. à? Rồi. Nếu mà mình đưa ra một cái mối quan hệ mới để mình gán cho nó. Tôi nói giả sử như hôm trước tôi có một cái hội thảo quốc tế, có một bạn đó, bạn làm một cái nghiên cứu về marketing, ảnh hưởng của marketing đến đến cái hoạt động của doanh nghiệp thì phải không, cái quả doanh nghiệp thì dễ rồi, đến cái sự hài lòng hay gì đó, nghe là đấy là sự hài lòng của nhân viên hay ví dụ vậy. À, thì bạn lập luận này, bạn cũng đi khảo sát rồi đưa ra, chạy kết quả ra thì nó xác nhận là như vậy thì có ý nghĩa, thì bạn kết luận là như vậy thì marketing ảnh hưởng đến sự hài lòng, hoạt động marketing của doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên. Như vậy thì lúc ở trong hội thảo rất nhiều người đặt câu hỏi như vậy thì có cái lý thuyết nào nói cái chuyện này không, có cái lý thuyết nào người ta đã công bố nó nói được cái chuyện đó là như vậy, cái cơ chế tác động của nó là cái gì. Thường cái lĩnh vực của chúng ta, mình làm lĩnh vực khoa học xã hội, nó liên quan nhiều đến cái lý thuyết về tâm lý học, cái cơ chế tâm lý học, ví dụ như cái sự hài lòng nhân viên, cái cơ chế về tâm lý, các bạn như thế nào mà nó làm được cái sự hài lòng marketing mà lại ảnh hưởng đến sự hài lòng. Nó như vậy phải có giải thích được, không giải thích được thì như vậy thì có thể nó ảnh hưởng đó, nhưng nó không phải là ảnh hưởng trực tiếp mà có thể là thông qua những yếu tố khác, những yếu tố khác. Giả sử như marketing nó ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng chẳng hạn, khách hàng hài lòng dẫn đến là họ trung thành, họ trung thành nhiều hơn, họ trung thành thì lúc đó là kết quả nó tốt hơn, rồi nhân viên cảm thấy hài lòng hơn chẳng hạn như vậy. À, như vậy phải, nó phải có cái cơ chế nó dựa trên những cái lý thuyết nào, nó phải giải thích, nó phải hợp lý, chúng ta mới mới đưa ra được các cái suy luận về quan hệ nhân quả. Đó là cái mà chúng ta phải rất là chú ý. À, như vậy trong cái chương này tôi nói mấy cái điểm tính, nhắc lại mấy cái quy nạp tính thôi. Về bốn cái dạng quy nạp, nhắc lại, lưu ý lại trong cái phần, tại vì nó liên quan đến cái việc chúng ta
làm nghiên cứu cho đụng nhiều đến quy nạp. Thế là nhắc lại tí xíu để chúng ta có cái